Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 hàng năm được thế giới chọn là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú dành cho tất cả chúng ta. Bệnh ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng, nếu được phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa thành công là rất cao. Tuy nhiên vì yếu tố tâm lý cho nên nhiều chị em phụ nữ còn e ngại không đi khám sàng lọc sớm, khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn và tốn kém. Vậy làm sao để dỡ bỏ tâm lý này? Đây cũng chính là nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta với bạn Nguyễn Trà Ly, thành viên câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường. Trà Ly là một người hoạt động rất tích cực trong phong trào tuyên truyền về căn bệnh ung thư vú và là một trong những người truyền đi những nguồn năng lượng tích cực cho những bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh này. Trước tiên thì thay mặt cho chương trình xin được cảm ơn Trà Ly đã nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, đầu tiên thì cho Ly gửi lời chào đến quý vị đang xem đài. Và cảm ơn chương trình đã mời mình hôm nay đến đây để tham gia chương trình. À, Charlie thân mến, chị có thể chia sẻ một chút là chị biết mình bị ung thư từ bao giờ? Và lúc đó thì chị đang ở trong hoàn cảnh nào? Mình biết mình bị ung thư cũng rất là vô tình thôi. Năm đó là mình 30 tuổi, cũng gần đến ngày sinh nhật. Thì rất là vô tình là lúc đó mình có nằm và mình có sờ nắn cái bầu ngực của mình. Thì mình phát hiện ra là ở trong bầu ngực nó có một cái cục khối u nó rất là cứng và vì có khối u như thế nên là mình đã quyết định là đi khám tại bệnh viện và sau khi đi khám bệnh viện thì tầm khoảng độ 3 tuần sau thì mình nhận được kết quả là mình bị ung thư vú giai đoạn cũng không còn là sớm nữa vâng à, thông thường khi mà nhận được tin là mình bị ung thư thì nhiều người rất là hoang mang suy sụp và thậm chí là thường nghĩ là mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa không biết là chị có nhớ cái cảm giác của mình lúc đó lúc mà nhận thông tin này thì như thế nào và sau một thời gian điều trị như vậy thì bây giờ thái độ của chị đối với căn bệnh ung thư mình đang mang như thế nào có nhiều thay đổi không ạ có rất là nhiều thay đổi cái khi mà mình bị phát hiện ra là mình bị ung thư ấy thì cũng rất giống với lại tất cả những mọi người mà có tầm cầm cái tờ kết quả mình bị ung thư ở trên tay thì đối với mình ấy, mọi thứ như kiểu là nó sụp đổ dưới chân tại vì lúc đó mình mới có 30 tuổi mình chưa lập gia đình mình chưa sinh con rồi 30 tuổi là đang là cái độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ mà mình bị ung thư rồi sau đó thì mình phải suy nghĩ đến cái việc là mình sẽ phải cắt bỏ hoàn toàn một bên ngực mà đang bị ung thư đi mình cũng băn khoăn lắm tất cả nó đều quay cuồng và đúng thực sự lúc đó là mọi thứ đều sụp đổ nhưng mà tuy nhiên thì như các bạn nhìn thấy ở ly của ngày hôm nay thì tính đến thời điểm này thì ly cũng đã điều trị xong được 4 năm nay rồi và ly có hậu thuẫn từ gia đình có cả một đội ngũ rất là hùng hậu gia đình họ hàng và bạn bè lúc nào cũng ủn mông ly để ly có thêm sức mạnh để sau đó mình chiến đấu với căn bệnh và bây giờ thì ly sống cũng rất là vui tươi Ngày trước thì Ly suy nghĩ là cái việc mà ung thư vú ấy nó nó buồn lắm. À, cứ suy nghĩ ung thư là là chết à. Ừ. Ung thư là mình sẽ chết rất sớm. Nhưng mà sau 4 năm à, sống chung với lại ung thư, hòa bình với nó, ôn hòa thì Ly thấy là ung thư không phải như thế. Ung thư là một cái gì đó nó giúp cho Ly trưởng thành hơn. Ly uh, nghĩ về cuộc sống nó khác hơn và bây giờ đối với ly cái tình yêu ấy nó không chỉ đơn giản là tình yêu gói gọn cho cái giữa hai người với nhau mà tình yêu của ly đó là tình yêu với lại à, tất cả mọi người rồi cả tình yêu với lại những cái chị em đồng bệnh nữa ừ, ai trong chúng ta thì cũng biết là những căn bệnh mà nếu như mà được phát hiện sớm thì sẽ rất dễ được chữa lành tuy nhiên nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay thì lại có một cái tâm lý rất là lo âu và hầu như là không bao giờ nghĩ đến cái việc là đi tầm, tầm soát, soát ung thư và chỉ khi mà cơ thể có những dấu hiệu bất ổn rồi thì mới đi khám. Chị ý nghĩ sao về thực tế này ạ? Thế thì quay ngược lại với bản thân Ly đi, câu ừ. chuyện của chính bản thân Ly. Ly là một cô gái rất là trẻ. Ly cũng có ăn học đầy đủ, cũng có tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi. Nhưng mà Ly lại đang làm ở trong một cái công ty mà có môi trường liên quan rất là chặt chẽ với lại y tế. Ừ. Nhưng bản thân Ly thì Ly không hề nghĩ đến cái việc là Ly sẽ phải đi tầm soát ung thư hay là đi khám hay là bất cứ một cái gì cả. Chỉ cho đến khi mà Ly phát hiện ra mình bị ung thư và Ly có cầm cái tờ kết quả trong tay ấy thì Ly mới thấy là tất cả những cái gì mà mình bỏ qua thì đó là cái thiếu sót của chính bản thân và mình thiếu hiểu biết nên là đến bây giờ mình phải nhận lãnh đến cái cái thiếu hiểu biết của mình. Và chính vì lẽ đó thì mình cũng nghĩ là bây giờ tất cả mọi người nên đi tầm soát ung thư. Và cái tầm soát ung thư nó không chỉ quan trọng đối với cái việc là nhân viên y tế người ta hiểu về vấn đề đó mà người dân, người bình thường cũng nên hiểu về cái sự quan trọng của tầm soát ung thư sớm. Vậy về những tìm hiểu và những kinh nghiệm của chị thì theo chị thì những người nào thì nên đi sàng lọc ung thư vú sớm ạ? nhưng mà mọi người mà mặc định bây giờ ấy thì là chỉ là phụ nữ thì mới phải đi tầm soát thôi đúng không? nhưng mà thực sự thì lại không phải như thế, nam giới cũng cần phải tầm soát ung thư và nam giới nếu mà có những cái người ở trong gia đình như là bố mẹ chị em ruột thịt của mình ấy mà bị ung thư vú rồi, sau đó thì người ta có thấy những cái biểu hiện bất thường ở trên vú của nam giới ấy, thì những cái người đó cần thiết phải đi khám và tầm soát ung thư còn đối với nữ giới thì cứ là nữ giới trên 18 tuổi thì nên đi tầm soát ung thư sớm và nên đi kiểm tra vú hàng năm. Vâng và câu lạc bộ của mình thì có một cái tên rất là đặc biệt đó chính là câu lạc bộ phụ nữ kiên cường. Vậy uh, chị có thể cho biết là những người đến với câu lạc bộ của mình thì sẽ nhận được những gì ạ? Câu lạc bộ phụ nữ kiên cường thì là câu lạc bộ mà do những người phụ nữ đã trải qua ung thư vú lập nên những người chị đấy là những cái người mà đã có những cái kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm nay rồi, thậm chí là hơn. Các chị đều có những cái tinh thần rất là tốt và các chị lập nên cái một cái tổ chức như thế để hy vọng và mong muốn là khi mà cái cộng đồng người ung thư vú ấy, nếu mà mình mà cứ sống một mình mình lẻ loi ấy thì mình sẽ rất là cô độc và mình cái tinh thần của mình nó sẽ đi xuống rất là nhanh. Thì cả một cái cộng đồng như thế có thể giúp các chị em có thể tinh thần tốt hơn vui hơn và có những cái hoạt động ví dụ như là hàng tháng thì câu lạc bộ đều có những cái hoạt động đưa ra cho mọi người mời các chuyên gia mời bác sĩ đến để chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho chị em có thể có lối sống tốt hơn rồi và có những cái hoạt động vui chơi nữa rất là ý nghĩa đúng không ạ à, xin cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực và rất là xúc động của chị trà ly trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin chúc chị sức khỏe hạnh phúc và bình yên và cũng xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả dành cho chương trình chào buổi tối còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại